Kính thưa quý vị, quân nổi dậy Syria tuyên bố đã chiếm trạm kiểm soát gần Deraa. Tin từ Deraa, quân nổi dậy Syria vào ngày hôm nay cho biết là họ đã giành được chiếm giữ quyền kiểm soát của ao Shawam gần Deraa ở Syria. Trạm kiểm soát được cho là cơ sở cuối cùng và lớn nhất của lực lượng chế độ trong các tỉnh phía đông của Deraa. Quân nổi dậy đã chiếm giữ trạm kiểm soát sau khi bao vây khu vực này gần 2 tháng. Họ cũng đã chiếm được 2 xe tăng, nhiều xe BMP và số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Trạm kiểm soát này cũng rất quan trọng vì nó được cho là chứa hơn 100.000 tấn lúa mì mà lực lượng chế độ đã nắm giữ trong nhiều tháng, trong khi những người dân sống ở tỉnh Deraa bị thiếu lúa mì và bánh mì. Hơn 100.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc nổi dậy của Syria đã bắt đầu với các cuộc biểu tình trên đường phố ở thị trấn miền nam Deraa từ tháng 3 năm 2011. Hàng triệu người đã phải di dời và nhiều tòa nhà cổ và di tích lịch sử đã bị phá hủy trên cả nước.